Hello, xin chào cả nhà nha. Rồi, em lên câu đầu tiên nha. Đây cả nhà, một em Citigen pin năng lượng ánh sáng EcoRite chống nước 200 m. Đó, cả nhà đâu có thấy nấm nó đâu đúng không? Trời, nó đúc luôn á cả nhà ơi. Đúc luôn nha. Chống nước 200 m. Con này là toàn thân là thép không rỉ, sản xuất tại Nhật. Con này chạy cơ chế là 6 kim pin năng lượng nè cả nhà. Niềng xoay size đo ngang là 41, càng là 46. Có chuông báo thức luôn nha. Gọi là 6 kim nhảy múa luôn. Dây 20 21 luôn nha cả nhà. Em bán 1 triệu 180 ngàn nha. Đó, rồi, để cho coi dạ quang trước đã. Dạ quang sáng nha. Còn đây là chức năng của nó. Kim nhỏ này là kim chức năng nha cả nhà. Rồi em bấm nè. Báo thức nè. Thì cái kim này nó sẽ chỉ đến cái giờ báo thức nha. Rồi, cơ chế hoạt động của nó như sau. Đây là bấm để chức năng. Ví dụ 100 là giờ hiện hành nè cả nhà, 1 giờ 24 đúng không? Còn đây là báo thức nè. Nó sẽ quay về cái giờ báo thức. Cái kim nó chỉ về hướng đây, có nghĩa là bật on. Bấm được nè, có chuông nè. Đó. Còn đây là bấm giờ thể thao nè. Đó. Dừng nè. Reset nè. Một tam giờ hiện hành mình muốn chỉnh giờ nè, kéo ra nè. Đó. Ấn nè. Ấn nè, kim nó lùi. Ấn này kim nó tới. Ok chưa? Rồi ấn vô. Đây là bấm về giờ thể thao báo thức thì mình rút ra. Mình bấm cái này là bật on và off. Kim dây nó chỉ off nè, mình muốn on nè. Rồi. Còn bây giờ mình muốn cho kim chạy tới nè, cái này lùi thì cái này tới. Đó. Chỉnh thành 2 giờ đi ha. Đó. 2 giờ chiều. Off nè. On nè. Thì bây giờ em muốn cho nó về lại cỡ 1 giờ. Đó, về báo thức đi. Rồi. Time nè. Đó. Nói chung là rất là đẹp luôn. Dây có đầy mi. Có chuông. Nó độc lạ nha cả nhà. Đó, có chuông nè. Reset nè. Còn ví dụ báo thức nè, chuông của nó nè. Ấy lộn. Chuông của nó nè. Đó. Ok nha cả nhà. Đó, đến giờ báo thức luôn nè. Em không có chỉnh gì nha. Time nè, hồi nãy em đọc giờ báo thức là 1 giờ 26 nè. Nó đến 1 giờ 26 rồi nè. Rồi mình bấm thôi. Đó, rồi. Ok, đơn giản nha cả nhà. Dây bao dài luôn. Đó, nói chung là đẹp len ken luôn. Dây 20 21 luôn nè cả nhà. Sưu tầm đến cỡ đó luôn, rất đẹp nha, hiếm nha cả nhà. 1180 bao ship nha, của Citigen, sản xuất tại Nhật, nguyên khối pin năng lượng. Rồi đây em mới về được 4 con đồng hồ Dominic, sản xuất tại Nhật, nguyên hộp new chưa sử dụng luôn, vẫn giá cũ nha. Mặc dù nó lên giá rồi em vẫn bán giá cũ cho hết nha, 2 triệu 680.
nêu luôn, sổ sách đầy đủ, phiên bản thép Dominic đó, lịch ẩn niền trong xoay đây đó, rất là đẹp, mới tinh chưa sử dụng nha. Dây thép đúc có đề mi rất là nặng luôn. Size của nó là cả nhà, nếu mà đo cỡ 44 chưa nấm nha, đo hai nấm là 50, càng là 55. Đồng hồ cơ nha cả nhà. Đó. Rồi em lên có thử là chạy phà phà luôn nè. Rồi lịch ấn thì mình ấn hai nút này để mình chỉnh lịch năm và thứ gì nha. Còn này chỉnh nhanh là tháng. Tháng. Còn này chỉnh nhanh ngày. Mặt xanh. Ở đằng sau thì có hai người ấy ấy. Đó, phiên bản 18 cộng của Nhật nha cả nhà. Đó. Rất là độc lạ luôn. Lớp nha. Tất cả là khép không rỉ nè, chống nước nè, đáy xoáy nè. Đồng hồ cơ nha cả nhà. Rất là đẹp luôn, mới tinh nha, chưa sử dụng luôn nha cả nhà. Em về lần này không biết lần có thể là lần cuối luôn á. Nêu chưa sử dụng, 4 con nha. Em có 4 con lận. Màu xanh lá nha cả nhà. Mới nguyên hộp luôn. 2.680.000 nha. Rồi. Em lên con tiếp theo nha. Một em đồng hồ học lạ của Nhật, phiên bản Moto nha. Con này là Moto MTH. Đó, thép đúc luôn. Đáy đáy xoáy. Size to bự nha. 630 bao ship nha cả nhà. Rất là đẹp luôn. Nè, size 42. Chưa nấm nha, càng 60 luôn. Bởi vậy tay anh em nào 17 đổ lên nha. À, dây của nó thép đúc luôn nè. Dây 20 đổ về nha. Nè 20 nè. To bự nha. Cơ chế là 12 nè. Số 3, số 6, số 9 là nó xéo xéo sao. Lịch gốc 7 giờ. 603 bao ship nha. Rất là đẹp luôn. Để coi có giả quen nha. Con này là phiên bản Moto như cả nhà. MTH. Rồi không có giả quen nha. Được cái nó bự như khối nguyên khối thép luôn, rất là nặng nha. 630 bao ship nha cả nhà. Rồi, một em đồng hồ Festina. Rất là đẹp luôn nha. Xanh đen, mặt xanh đen và ba ô xanh. 6 kim, thứ ngày và 24 giờ, niền xoay. Đó. Dây nè. Con này em bán 980 bao ship nha. Festina. Đó, dây của nó nè. Rất là đẹp luôn. Nguyên rin nha. Đáy của nó nè. Bộ sưu tập 16059, tất cả khép không rỉ, chống nước 100m. Này chắc sản xuất tại Nhật nha cả nhà. Festina. Dạo quen rất là sáng nha. Con này mới tinh luôn nha cả nhà. 980 bao ship nha. Như kính vòm sao. Size của nó là 40, chưa nấm nha. Cả nấm là 44. Càng là 47. Dây nè. Dây 19 luôn cả nhà. Dây 19 luôn nha. Hai khóa bảo vệ luôn. Đây. Dây nè. Đủ tay 19 luôn nha. Rất đẹp. Lâu lâu mới có nha cả nhà. Rồi. Có nút này, nút bấm tháng nè cả nhà. Tháng nè, date. Date là tháng 12 nè.
ngày 19 thứ hai tháng 12 luôn, đẹp nè, rất là đẹp nha. Rồi qua tiếp một con đồng hồ Casio nè, trời ơi rất là đẹp luôn, 680 bao ship nha, Casio Eigen niềng xoay nè, thép đúc luôn, dạ que học trò nha, rất là sáng luôn nha cả nhà. Con này phù hợp anh em nào tay vừa và nhỏ nha. Casio Eigen nha. Size của nó là cỡ 38 39 nè, 38 chưa núm nè. 40.6 cả núm. Càng là 43. Dây thép đúc luôn, còn sợi dây rin cũ luôn nha. Tại vì nó ngắn á, nên em thay lên dây thép đúc luôn. Đó. Được thì em gửi cả hai luôn nha, 680 mà nha cả nhà. Rất là đẹp luôn. Đáy còn siêu luôn nha cả nhà. Đáy còn nguyên siêu luôn nè. À, còn siêu luôn nè. Con này mới tinh luôn nha, niềng đồ này kia. Rất là mới luôn. Rồi. Một em đồng hồ Casio Multiband 6 nè. Mặt mở gà. Đó, 580 bao ship nha. Dây rút size 40, chưa núm. Có đèn, có chuông, pin năng lượng. Đó, dạ quang nè. Đây là đèn nè, rất là sáng luôn. Chuông nè, pin khỏe nha. Giờ thế giới, năm báo thức, bấm giờ thể thao, đếm ngược thể thao đầy đủ. Đó, rất là đẹp luôn. 580 bao ship nha, pin năng lượng Multiband 6 nha. Dây rút nha cả nhà. Rồi. Lên tiếp một con đồng hồ Mỹ Elgin USA. Con này hả, pin năng lượng nha. 6 kim. Thứ ngày và 24 giờ, niềng xoay. Dây titan. Nè, Elgin nè. Pin năng lượng nha cả nhà. Đấy, xoáy núm cổ chai luôn. Để đo size nó thôi. Cỡ 39 nha. 39. Cả núm là 41.4. Càng là 52. Để coi dây dài không nha. Đó, dây 19 luôn nha cả nhà. Dây 19 luôn. Năm trăm tám bao ship nha. Để coi dạ quang, dạ quang xanh dương nha cả nhà, dạ quang xanh dương luôn. Rồi em lên một con đồng hồ Citizen, đó rất là độc luôn, size cỡ 40 nha cả nhà, sản xuất tại Nhật luôn, đáy xoáy luôn, sản xuất tại Nhật nha, đáy xoáy nha. Citizen nè, Watch Cup nè. Size của nó là cỡ 39 nha, 39 nè. Cả núm là 43, càng là 42. Dây nguyên rin luôn. Đó. Con này em bán 650 bao ship nha. Rồi dây 19 hơn luôn nha cả nhà. 650 bao ship nha. Trời, cực sáng luôn má ơi. Đèn nè. Đèn xanh dương luôn nha cả nhà. Đèn xanh dương luôn, rất là sáng luôn nha. Anh em nào đi làm đêm hay này kia là nhìn là hết bài luôn. Rất là sáng luôn, chỉ có 650 bao ship Citizen. Sản xuất tại Nhật nha. Rồi. Lên tiếp cho cả nhà một con đồng hồ Citizen nữa nè. Chạy cơ chế 6 kim. Pin năng lượng nha, 680 bao ship. Bấm giờ thể thao, lịch góc 4 giờ. Con này 680 được nha cả nhà.
size cỡ 38 nè, chưa núm, cả núm là 40, càng là 44, pin năng lượng Citigen, sản xuất Thái Lan luôn nha cả nhà. Cây anh Thái Lan nè, chống nước 100m nè, pin năng lượng nè, 6 kim nè, có dạ quang sáng nè. Dừng nè, reset nè. Đó, rất là đẹp nha. Tám bao ship nha cả nhà. Pin năng lượng. Dây để coi dây cỡ nào nha. Dây chắc cỡ 19 luôn nha cả nhà. Dây 19 đổ về. Rồi, lên tiếp một con đồng hồ Casio pin năng lượng luôn, con này sản xuất tại Nhật nha cả nhà. Size đo ngang là 42.7 nè. Càng là 59. Tay anh nào phải 17 đổ lên nha. 16 rưỡi 17 đổ lên mới đeo nổi nha. Dây 20 luôn, thép đúc luôn. Dây thép đúc nha. Pin năng lượng nha cả nhà. Có đèn nè, dạ quang nè. Quang đèn chuông pin khỏe nè. Đó, giờ thế giới nè, báo thức báo tiếng nè, bấm giờ thể thao nè, lịch vạn niên, còn cả tiếng Nhật luôn nha, sản xuất tại Nhật luôn, 408 bao ship nha. Rồi một em đồng hồ Casio, con này sản xuất tại Nhật luôn, chạy cơ chế 3 kim với ô điện tử nha, 350 bao ship nha cả nhà. 350 bao ship, size 31 nè, chưa núm nha, có chuông báo thức luôn, càng 37, lịch vạn niên nè, báo thức nè, giờ song song nè, bấm giờ thể thao nè. Đó. Đó. 3 kim với ô điện tử luôn. Rồi lên tiếp cho cả nhà một con đồng hồ Citizen nè. Đó, rất đẹp nha, 630 bao ship, Citizen pin năng lượng chống nước 100m, lịch gốc 3 giờ. Size cỡ 36.5, chưa núm nha, cả núm là 38.5. Rồi con này em bán luôn, 580 bao ship luôn á, càng là 42, dây nè, dây thép đúc luôn nha cả nhà, Citizen nha, chống nước 100m nè, chạy máy GN4 gì nè, đó, đáy xoáy luôn, rất đẹp luôn nha, pin năng lượng nha cả nhà, 580 bao ship, tại thấy size nhỏ em bán nhanh luôn. Đó, số học trò La Mã nha cả nhà, số La Mã nha, đó, rất là sang luôn, pin năng lượng luôn, pin năng lượng nào mà yếu là nó chạy nhảy một lúc hai nhịp nha, hoặc là sai giờ. Hình tiếp một con đồng hồ Seiko Alpha nè, 308 bao ship nè, chỉ có 308 bao ship, nguyên rin luôn, sai mặt xanh phong thủy, sai cỡ 39, 38 năm 39, cả núm là 42. Đó. Mặt xanh phong thủy như có dạ quang, có hai kim rồi nha cả nhà, hai kim. 308 bao ship nha. Em lên cho cả nhà một con cực kỳ hiếm gặp luôn. Đó, chống nước 100m nè, dạ quang nè, dạ quang hình tam giác đồ nè. Sản xuất tại Nhật nha. Sản xuất tại Nhật luôn. Cực độc luôn, có khiên tăng đưa nè, dây bao dài luôn nha. Đó, size của nó cũng rất là dễ đeo. Size cỡ 37 38 chưa núm nha. Nè. Cả núm là 39 nè. Càng là 42.5, niền xoay hai chiều luôn. Đó, dạ quang nè, rất độc nha. 630 bao ship nha cả nhà. Rất là đẹp. Mẫu này em đảm bảo luôn, cực kỳ hiếm luôn nha.
Rồi, lên tiếp cho cả nhà một con đồng hồ Casio sản xuất tại Nhật luôn. Pin năng lượng full titan nha. Size của nó là 39 ngang. Có báo thức lịch vạn niên, có đèn tự động luôn. Em xe cả nhà 630 bao ship nha. Có lịch vạn niên, có chuông báo thức luôn. Pin thỏe nha, full titan nha. Đó, sản xuất tại Nhật nha, pin năng lượng nha. Rồi. Một con đồng hồ Casio quay scepter, con này phiên bản cọc số La Mã nha, rất là hiếm luôn. Là số 12, số 3, là số 6, là số 9 nè. 780 bao ship nha. Đó, đẹp lan can như mới luôn. Dây, dây dài về là nó sạch ken luôn, chưa cần vệ sinh luôn. Đó, đèn chuông đồ đầy đủ nha. Đó, pin khỏe, chuông to. Đó, đầy đủ chức năng luôn. Đây. Rất độc luôn nha. 780 bao ship, con này phiên bản số La Mã rất là hiếm nha, size 40 chưa nấm dây rút không minh. Rồi. Còn gì nữa không ta? À, nãy giờ quên con khủng long này. Đó, size to bự đồng hồ Nhật nha. Đó, chạy cơ chế là 6 kim, là kim rốn nè, kim dây dài là thể thao. Có tachymeter là tính vận tốc nha. Đó, lịch lọc luôn. 1.380.000 ngàn nha, size 45 chưa nấm dây nè. Dây thép khép đúc sáng trưng luôn nha cả nhà. Nè. Yanobeti. Chống nước 100 m. Rất là to bự luôn, dạ quang rất là sáng nha. Dây hả, cực dài luôn. Trời ơi, dây 21 22 luôn nha cả nhà ơi. Đây bốn ngón tay vô luôn nè, vẫn còn rộng nè, giống như là chưa cắt luôn nha. À, tay 17 còn dư đây nè. Anh em nào tay bự và to thì đúng bài luôn. Đây. Đó, dạ quang nè. 1.380.000 nha cả nhà. Rất là đẹp luôn, y chang như con này luôn. Đó, kim cọc rồi nó bắt ánh sáng nha nha. Rất là đẹp luôn nha. Cũng 1.380.000 luôn. Rất là đẹp Nhật luôn nha. Kim đĩa nè. Đó, 1.380.000 nha cả nhà. Bấm giờ thể thao nè. À, bấm giờ thể thao nè. Dừng nè, reset nè, dừng nè, reset nè. Angle play. Đây, angle play nha. Con này cực kỳ hiếm gặp luôn và xịn sò nội địa Nhật nha cả nhà. Size 39 nè. Chưa nấm, càng là 57.5. Đó, cũng to nha. Hai con đều to. Đó, đi chơi đeo mấy con này là đúng bài luôn. Người ta sẽ nhìn vô tại vì lấp lánh đó cả nhà. Lấp lánh, còn đi đêm thì có dạ quang nè. Con này size to bự, dây giống như chưa cắt luôn nha. 1 2 3 3 mắt dây bên đây. 1 2 3 4 7 mắt, 4 mắt dây bên đây, tổng cộng 7 mắt. Rồi. Rồi, em xin giới thiệu một con Nai. Nai điện tử thể thao nha. Đó, thương hiệu của Nai là quá ai cũng biết, quá nổi tiếng rồi. Thương hiệu thể thao, size đo ngang là ghê trời. Đo ngang đến 46.7 cho 46 nha cả nhà. Trên dưới là 35.5. Đó, con này em bán nhanh gọn 580 bao ship nha. Nai thể thao chính hãng luôn. Nè. Ví dụ dây mình chọt vô thì cái này nó có đầu gài luôn nè, rất rất là chắc luôn. Rồi,
Nó có chức năng gì? Thì dĩ nhiên là chức năng điện tử thể thao rồi. Thứ nhất, giờ phút giây, lịch vạn niên. Này là bật tắt chuông. Này giờ song song. Đèn. Rồi cả nhà. Đó. Con này đeo lên tay bao ngầu luôn, thể thao hiếm gặp nha cả nhà. Hiếm gặp nha, nó xéo nè. Đó, dây trên dây dưới nè. Đó, rồi. Chạy bộ. Đó, chạy bộ bao gì đó. Workout là tập thể thao gì nè. Chắc đếm ngược thể thao. Reset. How to reset nè, thấy chưa? Đó, rồi, data là dữ liệu nè. Báo thức nè. Báo thức. Đó, một time nè, giờ hiện hành nè. Đó, 508 bao ship thôi nha. Nhanh gọn lẹ. Rồi, một em cực kỳ xịn sò nữa nè cả nhà. Đó. Rất là đẹp luôn nha. Đây, một em Orange Town Kinh Chi bát quái. Tập 780 bao ship nha cả nhà. Mặt xanh phong thủy dạ quang cực kỳ sáng luôn. Niềng xoay. Đó, niềng xoay cực mượt luôn. Size của nó là 38 năm chưa núm, cả núm là 42. Càng là 44.7. Đáy xoáy luôn. Con này sản xuất tại Nhật nha cả nhà, Japan Oren, chuyên về hình bát quái nha. Đó. Cực độc nha, lâu lâu mới có nha. Con này chỉ 780 bao ship, dây rin luôn. À. Dây Oren bát quái Hawaii nè, Town Kinchi Hawaii của Oren nha. Dây 19 luôn nha cả nhà. Hai khóa bảo vệ nè. Mặt xanh đẹp nè. 780 bao ship nha. Rồi, một em đồng hồ nội địa Nhật nè. Ở mặt xanh lá phong thủy dạ quang học trò luôn. Đó, con này thì 880 bao ship nha. Đó. Có niềng xoay nè. Đáy còn siêu luôn nè cả nhà. Đó, giống như chưa sử dụng luôn nha. Thép đúc luôn. Size 40. Size 40 nha. Size 40 chạy 3 kim, ô điện tử trên là giờ phút giây, dưới là thứ ngày tháng. Có báo thức nè. Bấm giờ thể thao nè. Đó. Rất mới tinh luôn nha, niềng nó không mất chữ nào luôn. Rất là độc, niềng xoay tanh tách luôn, 808 bao ship nha. Đây, một em đồng hồ Casio Overland là size 40, sản xuất Thái Lan nè. Toàn thân là giống như là nhôm nha, nhưng mà thép á, mạ nhôm á cả nhà. Size 40.5 nè. Đó, dạ quang học trò, có báo thức luôn, lịch vạn niên. 1 triệu 3 80.000 nha cả nhà. Pin năng lượng nha. Bấm giờ thể thao 7 kim. Đây, bấm giờ thể thao nè. Dây bao dài luôn. Đó, mới tinh luôn nha cả nhà. Mới tinh luôn. Bấm giờ thể thao nè. Đó, dần nè. Reset nè, có chuông luôn nè. Báo thức ở đây nè. Đó, báo thức đang ợp nè, muốn on thì đợi xíu nó hiện ra đây. Muốn on thì mình đè lúc này mình chỉnh thôi. Đó. Đầy đủ chức năng nha. Rất là đẹp luôn. Dạ quang học trò nha, con này cực kỳ hiếm luôn nha cả nhà. Rồi.
Đây, em có một con đồng hồ hai con luôn. Đó. Hai con luôn nha. Casio. Gọi là Wayshaper Multiband 6 nha, 808 bao ship. Pin năng lượng nha. Size đo ngang là 43 7 kim. Bấm giờ thể thao. Con này kim cọc vàng, con này trắng. Dạ quang đồ sáng nha. Có báo thức lịch vạn niên luôn nha. Con này có chức năng đi lùi luôn nha cả nhà. Đây. Dần reset nè, đợi xíu nè. Đó, đi lùi rồi cả nhà. Đây, con này cũng đi lùi được luôn nè, chưa độc lạ luôn. Đó, đi nhậu đi chơi rồi kia, cá cược rồi bao ăn, đồng hồ đi lùi nè. Đó, đây gọi là một chức năng đếm ngược thể thao đó cả nhà. Đây là kim giờ phút và nó có thể chỉnh được báo thức. Còn đây là 24 giờ. Đó, nguyên riêng luôn. Rất là đẹp nha. Đó, 808 bao ship rồi. Rồi thôi, hôm nay em tới đây thôi. Em chúc cả nhà thật là nhiều sức khỏe nha. Em xin hết.